Cần bao nhiêu lâu để cải tạo ốp trần tường nhựa nano cho phòng 20m2? Hôm trước thì Hạ có lên một video thi công trần tường nhựa nano để cải tạo nhà cũ. Và có rất là nhiều anh chị hỏi Hạ rằng làm như vậy thì hết bao nhiêu lâu thời gian, vì có quá là nhiều anh chị em không có nhiều thời gian, khá là bận rộn cho công việc. Hơn nữa là nhà lại có trẻ nhỏ, nên nếu như thời gian thi công kéo dài thì có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cả gia đình. Vì vậy nên rất là nhiều anh chị đang băn khoăn. Đồng thời với đó thì giá thi công tại thời điểm này đang là vào bao nhiêu? Trong video này thì Hạ sẽ giải đáp toàn bộ những thông tin đó tới các anh chị em nhà mình. Và các anh chị em nhà mình thấy video hữu ích, hãy cùng tương tác với Hạ bằng cách ấn đăng ký kênh. Anh chị em nào đã đăng ký kênh rồi thì cho Hạ một like để Hạ chia sẻ được thật nhiều thông tin hữu ích hơn nữa tới các anh chị em nhà mình nha. Và thực tế cái việc thi công trần nhựa nano hay là tường nhựa nano không quá là phức tạp. Đây là dòng vật liệu mới, và nếu như nhà của chúng ta có khoảng 20m2 thôi và có khoảng 3 anh thợ thì một ngày chúng ta có thể hoàn thành công trình được rồi. Và lưu ý với các anh chị em nhà mình, nếu như mình không có quá nhiều thời gian thì mình nên thỏa thuận trước với các anh thợ thi công về việc thời gian hoàn thành, để các anh ấy gấp rút và dồn nguồn lực để hoàn thiện cho công trình của nhà mình. Và vì sao Hạ lại nói rằng thời gian thi công nó lại nhanh đến mức như thế, các anh chị có quá là bất ngờ đúng không ạ? Vì thiết kế của tấm nhựa nano Haroma là một thiết kế mới, dạng hèm khóa âm và hèm khóa dương như thế này. Một tấm của nó khổ rộng là 40cm. Khi thi công mình chỉ việc bôi keo vào mặt sau và dán trực tiếp lên trên tường, sau đó thì nắp ke vào hèm âm của tấm và khoan bắt vít giữ cố định lên trên tường. Những tấm tiếp theo cứ tiếp tục như vậy. Một tấm mình chỉ ghim tầm khoảng 4 đến 5 ke nóc như vậy cho đến hết. Và vì cái thiết kế thông minh như vậy nên là thời gian thi công của nó nhanh hơn rất là nhiều. Đồng thời với đó thì với việc thi công cái tấm này, chúng ta không cần phải đục khoét hay là phá rỡ, nên là nó hạn chế được tối đa bụi bặm phát sinh ra trong ngôi nhà của mình. Và như công trình cải tạo nhà cũ mà các anh chị em nhà mình quan sát thấy ở đây, với tường nhà của chúng ta đã là tường cũ nhưng mà cốt nền tường vẫn chắc chắn, chỉ bị là bong cái lớp sơn cũ ra thôi, nên là các bác thợ đang dốc cái lớp sơn cũ ra, sau đó thì mới ốp tấm lên. Bằng việc làm như thế này thì giúp công trình của chúng ta trở nên bền hơn và đẹp hơn. Một cái lưu ý Hạ muốn chia sẻ với các anh chị em nhà mình khi cải tạo lại nhà, đó chính là nên chọn một đội thợ thi công chuyên nghiệp. Những đội thợ thi công chuyên nghiệp họ đã có quá là nhiều những công trình làm như vậy rồi, thì sẽ giúp cho công trình của chúng ta nhanh chóng được hoàn thành, đồng thời về đấy thì sạch và đẹp hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ bàn đến vấn đề về giá thi công hoàn thiện bức trần tường nhựa nano Haroma này sẽ là vào bao nhiêu. Về giá thi công hoàn thiện thì thông thường nhà mà càng lớn diện tích thi công càng nhiều thì giá sẽ càng được giảm xuống. Còn nếu như mà diện tích của chúng ta càng nhỏ thì mức độ hao hụt vật tư sẽ lớn hơn. Vì vậy giá nhận hoàn thiện cũng sẽ phải nhỉnh hơn các anh chị nhé. Và với nhà thông thường 20m2 và tờ cải tạo nhà cũ như thế này, và với giá ở Hà Nội thì sẽ có cái sự chênh lệch hơn so với giá ở tỉnh. Và ở Hà Nội như cái hiện trạng tường như vậy sẽ tầm từ 380.000 đến 450.000 cho 1m2 làm hoàn thiện. Và giá này thì sẽ là chưa bao gồm hệ khung xương cũng như là phào chỉ. Các anh chị em nhà mình nhận khoán với đội thi công hoàn thiện cũng cần phải chú ý thỏa thuận trước về cái việc là giá này có bao gồm hệ khung xương hay không, và thứ hai là có bao gồm phào chỉ hay không. Bởi vì phào chỉ thì sẽ có nhà đi nhiều, nhà đi ít. Còn với nhà dân, nếu như nhà của chúng ta mà đã là cốt nền tường chắc rồi thì sẽ không cần phải làm hệ khung xương nữa. Còn nếu như nền tường của chúng ta bị yếu thì cần đi thêm hệ khung xương, và lúc này giá thành thì cũng có sự thay đổi. Và mỗi một thời điểm khác nhau thì tùy theo giá nguyên vật liệu có sự lên và xuống. Vì thế để biết được chính xác giá theo từng thời điểm thì các anh chị liên hệ với đội ngũ thi công hoặc là đội ngũ của Haroma để được cập nhật giá chính xác tại từng thời điểm các anh chị nhé. Và Hạ có để file báo giá ở trong phần mô tả, các anh chị em thì mình có thể vào đó để tham khảo cái khoảng giá tại thời điểm hiện tại nha. Vừa rồi thì Hạ cũng vừa tổng hợp cho các anh chị em như mình khoảng giá cũng như là thời gian để thi công hoàn thiện một bức trần tường nhựa nano vào khoảng 20m2 này bao nhiêu tiền cũng như hết bao nhiêu lâu thời gian. Mình tin chắc rằng những thông tin vừa rồi giúp ích cho các anh chị em như mình. Và anh chị em là nhà mình đang là nhà cũ và đang cần phải cải tạo thì nên làm luôn. Bởi vì sao? Nếu như càng để gần cuối năm thì giá nguyên vật liệu sẽ thường tăng lên, cũng như là giá nhân công cũng tăng lên khá là đáng kể. Vì thế là thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để các anh chị em nằm cải tạo nhà, chuẩn bị đón một năm mới thật là khang trang. Và Hạ cũng chúc cho các anh chị em nhà mình có được một ngôi nhà như ý. Trong những video tiếp theo, Hạ sẽ còn liên tục chia sẻ tới các anh chị em nhà mình những thông tin về dòng vật liệu mới, cập nhật xu hướng nội thất, ngoại thất trong thời gian tới này. Để không bỏ lỡ những video đó, các anh chị em nhà mình hãy ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông để là người đầu tiên nhận được những video tiếp theo của Lê Hạ Haroma nha. Bây giờ thì Hạ xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo. Xin chào.